Nhằm nâng cao chất lượng các công trình dự án, thời gian qua, công tác giám sát của các ban giám sát đầu tư của cộng đồng ở cơ sở cũng như sự sát sao kiểm tra giám sát của chủ đầu tư, cơ quan quản lý nhà nước có vai trò hết sức quan trọng. Nhờ có vai trò của đội ngũ giám sát về xây dựng đã kịp thời chấn chỉnh các đơn vị đầu tư, tư vấn, nhà thầu trong việc chấp hành pháp luật về xây dựng. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng các công trình, phục vụ thiết thực đời sống sinh hoạt của người dân và góp phần quan trọng vào việc phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Cát, đá xây dựng, xi măng, phục vụ thi công các công trình đường giao thông, kênh mương thủy lợi, nhà văn hóa hay bất cứ công trình công cộng nào trên địa bàn, luôn được ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã Mường Phăng, thành phố Điện Biên Phủ kiểm tra kỹ lưỡng. Chỉ khi nguyên liệu đầu vào đạt tiêu chuẩn, đáp ứng yêu cầu, các thành viên tổ giám sát mới cho nhà thầu thi công, bởi họ thường xuyên có mặt tại hiện trường giám sát quá trình thi công. Dù không được đào tạo bài bản, song với kinh nghiệm cũng như chịu khó tìm tòi học hỏi, nên các thành viên trong ban cũng ít nhiều nắm được các yêu cầu kỹ thuật khi thi công các công trình công cộng. Họ dành nhiều thời gian xem xét kỹ bản thiết kế, rồi phân công nhau theo dõi quá trình xây dựng, kiểm tra vật liệu đầu vào, chủng loại, số lượng và kỹ thuật. Nhờ vậy, chất lượng các công trình phúc lợi ngày càng được nâng lên. Kiểm tra giám sát bên đầu tư cộng đồng thì Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã cũng đã xây dựng kế hoạch phân công thành lập Ban giám sát đầu tư cộng đồng để phân công các đồng chí để giám sát các công trình dự án triển khai trên địa bàn. Đi qua giám sát đầu tư trên địa bàn thì cơ bản thì các công trình cũng cơ bản cũng là thi công đúng tiến độ và theo bản vẽ thiết kế. Và qua giám sát thì cũng một số như nhập vật liệu thì ban giám sát đầu tư cộng đồng ở xã thì cũng có nhắc nhở như nhập vật liệu. Đấy thì cũng để nâng cao ban giám sát đầu tư cộng đồng ở cơ sở, nhất là các đồng chí ở cơ sở để giám sát làm sao để dân thụ hưởng. Đấy thì về nâng cao cái chất lượng công trình. Thông qua hoạt động ban giám sát đầu tư của cộng đồng, nhiều công trình dự án được đầu tư trên địa bàn đã được theo dõi, kiểm tra nhằm đảm bảo chất lượng, mang lại sự minh bạch trong việc đầu tư xây dựng. Cũng nhờ có sự vào cuộc kiểm tra của ban giám sát đầu tư của cộng đồng tại cơ sở, nhiều vướng mắc khó khăn trong quá trình thi công đã được tháo gỡ, xem xét và giải quyết kịp thời. Tổ giám sát cộng đồng của khu xã Mường Phăng này thì nó các anh ấy cũng thường xuyên đến kiểm tra rồi đôn đốc rồi tiến độ rồi thì từ các cái thông số kỹ thuật từ các thứ kiểm tra rồi thì chất liệu rồi thì công tác tiến độ của công trình. Các anh trong quan sát cộng đồng thì nói chung là cũng giải phóng được cái mặt bằng với lại động viên dân thì có thứ là tạo điều kiện cho đội thi công thì thi công đảm bảo tiến độ. Khởi công từ tháng 5 năm 2022, dự án nâng cấp tuyến đường Đông Điện Biên, huyện Điện Biên là một trong những dự án giao thông huyết mạch của tỉnh nhằm kết nối giao thông giữa trung tâm Phú Tiểu đến các xã phía đông của huyện Điện Biên. Để nâng cao chất lượng của công trình, chủ đầu tư, ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh đã phân công ba giám sát thường xuyên có mặt ở công trường, đôn đốc kiểm tra nguyên liệu đầu vào, tiến độ, phương pháp và giải pháp thi công sao cho đảm bảo chất lượng. Trong suốt quá trình triển khai, chúng tôi sẽ tập trung đi vào một số nội dung cụ thể để nâng cao cái chất lượng xây dựng, bao gồm đó là thứ nhất là chúng tôi phải tiến hành kiểm soát, giám sát những cái nguồn vật liệu đầu vào, đặc biệt là ví dụ như cát, đá, xi măng, sắt thép và đất đắp. Nếu những cái vật liệu đó mà không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì chúng tôi yêu cầu nhà thầu phải di chuyển ra khỏi công trình thì mới được tiếp tục, khi mà thay thế bằng vật liệu khác đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì mới được tiếp tục để xây dựng vào công trình. Thứ hai nữa là chúng tôi quan tâm và kiểm soát chặt chẽ vấn đề trình tự thi công, biện pháp tổ chức thi công. Nếu có đúng theo cái trình tự biện pháp tổ chức thi công của chủ đầu tư được duyệt thì chúng tôi mới cho nhà thầu thi công. Nếu không, chúng tôi yêu cầu nhà thầu dừng đình chỉ thi công. Có thể khẳng định, để các công trình xây dựng đảm bảo về chất lượng và hiệu quả đầu tư, công tác kiểm tra giám sát của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành rất quan trọng. Việc giám sát tốt có vai trò quyết định đến chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn. Thực tế, qua công tác kiểm tra giám sát, chủ đầu tư đã phát hiện một số tồn tại hạn chế trong thi công xây dựng. Qua đó, kịp thời kiến nghị chủ đầu tư, nhà thầu điều chỉnh đảm bảo chất lượng các công trình trên địa bàn. Trên địa bàn huyện thì triển khai rất là nhiều cái dự án của các chương trình vốn ngân sách trung ương
vốn ngân sách địa phương do tỉnh, huyện quản lý và 3 chương trình mục tiêu quốc gia, thì cũng có trường hợp là giám sát, ban giám sát cộng đồng cũng như là giám sát của ban quản lý dự án phát hiện những cái sai sót và yêu cầu nhà thầu phải thi công lại để đảm bảo theo đúng cái hồ sơ thiết kế cũng như là chất lượng công trình xây dựng. Trong cái nội dung giám sát, trong cái quá trình thực hiện giám sát đối với cái dự án này thì cũng đã có phát hiện một số nhà thầu là sử dụng cái nguồn vật liệu cát không đảm bảo kỹ thuật, thì chúng tôi đã yêu cầu là xử lý, là yêu cầu đưa ra khỏi công trường sau khi có kết quả thí nghiệm, mà chúng tôi lại đình chỉ không cho thi công cái vật liệu đó và yêu cầu là di chuyển ra khỏi công trường, chúng tôi mới tiếp tục cho đơn vị thi công. Nguyên liệu thi công, biện pháp thực hiện và các tiêu chuẩn kỹ thuật trong quá trình xây dựng có đảm bảo mới mang lại chất lượng tốt nhất cho các công trình. Bởi sau khi hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng, không phải công trình nào cũng bộc lộ những tồn tại hạn chế ngay. Vậy nên, chỉ có tăng cường công tác giám sát, không chỉ của cộng đồng mà còn của các đơn vị quản lý, chủ đầu tư trong quá trình thi công mới có thể phát hiện những sai sót trong xây dựng. Từ đó, yêu cầu các bên tham gia hoạt động xây dựng khắc phục, sửa chữa mới góp phần cho các công trình được nghiệm thu, đưa vào khai thác sử dụng, phát huy hiệu quả cao nhất. Không những vậy, việc phát huy tốt nhất vai trò giám sát còn góp phần hạn chế những tiêu cực ở cơ sở, làm minh bạch công tác quản lý đất đai, vốn, tài sản của nhà nước. Qua đó, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.